Chào quý khán giả, cảm ơn quý vị đã chọn kênh STV và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thông tin dịch vụ thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021, như thường lệ chương trình sẽ được mở đầu với tiểu mục giá cả hôm nay. Thưa quý vị, ở thời điểm này, mặc dù tình hình dịch bệnh tại tỉnh ta đã được kiểm soát khá tốt, nhưng không vì thế mà chúng ta có tâm lý lơ là chủ quan. Tuân thủ 5K vẫn là điều mà mọi người cần lưu tâm thực hiện triệt để, nên giảm tần suất đi chợ để đảm bảo an toàn. Vào sáng nay, theo ghi nhận của chúng tôi tại chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng, giá cả tham khảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu đời sống hàng ngày của người dân như sau. Thịt heo nạc 120.000 đồng một ký, thịt heo đùi 90.000 đồng một ký, thịt ba rọi 120.000 đồng một ký, mỡ 50.000 đồng một ký, thịt bò đùi 230.000 đồng một ký, thịt bò phi lê 260.000 đồng một ký, gà ta làm sẵn 90.000 đồng một ký, vịt làm sẵn 70.000 đồng một ký, cá lóc đầu 150.000 đồng một ký, cá lóc nuôi 60.000 đồng một ký, cá nục 45.000 đồng một ký, tép bạc thường 100.000 đồng một ký, tép bạc đất lớn 230.000 đồng một ký, gạo thơm ngon, gạo tài nguyên đồng giá 17.000 đồng một ký, gạo té thường 14.000 đồng một ký, trứng vịt 3.800 đồng một trứng, sữa ông thọ 21.000 đồng một hộp, đường cát trắng 21.000 đồng một ký, đường thường lẻ 16.000 đồng một ký, dầu ăn 32.000 đồng một lít, mì ba miền loại 30 gói 60.000 đồng một thùng, cá hồi 80.000 đồng một lốc, khô cá lù đù, khô cá lưỡi trâu 100.000 đồng một ký, táo thường, lê thường, nho thường 50.000 đồng một ký, táo Mỹ 80.000 đồng một ký, lê Hàn Quốc 110.000 đồng một ký, nho Mỹ đen 170.000 đồng một ký, quýt đường lớn 60.000 đồng một ký, bưởi năm roi, bưởi da xanh 35.000 đồng một ký, dưa hấu 12.000 đồng một ký, bắp cải Đà Lạt, củ cải đỏ Đà Lạt, salad 30.000 đồng một ký, bắp cải rẫy, cải xanh rau muống 15.000 đồng một ký, đậu que 40.000 đồng một ký, dưa leo 20.000 đồng một ký, bí đao cà chua Đà Lạt 35.000 đồng một ký. Đến đây chương trình thông tin dịch vụ thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Nếu như có góp ý hay nhu cầu giới thiệu dịch vụ, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số máy 02996260333 hoặc email thị trường sóc trăng@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.